Mười Khó TV xin kính chào tất cả các bạn. Hiện tại là khoảng 20 giờ và Mười Khó đang đứng trên đường Bùi Viện, phố đi bộ Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Và ngay trước mắt các bạn đây là một cái quầy bar rất là rộng lớn. Quầy bar có 3 tầng là các bạn. Nhưng mà tối hôm nay quầy bar này đã tạm ngưng hoạt động. Thì theo thông báo từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 18 giờ ngày 15 tháng 3, tất cả các điểm quán bar, vũ trường, quán karaoke, rạp chiếu phim, cơ sở massage và rất nhiều cái tụ điểm mà đông người tập trung á, thì sẽ không được hoạt động nữa để đề phòng dịch MV đang có nguy cơ bùng phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Và việc ngừng kinh doanh đó thì khiến cho rất là nhiều cái cơ sở kinh doanh cũng như quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngưng đóng cửa bắt đầu từ thời điểm bây giờ và chưa biết đến khi nào thì sẽ hoạt động trở lại các bạn. Theo mình nghĩ thì khi mà dịch bệnh nó hết bùng phát thì mấy cơ sở này sẽ bắt đầu hoạt động trở lại các bạn. Đây, hiện tại ngay lúc bây giờ là khoảng hơn 20 giờ và trên phố đi bộ Bùi Viện nha. Không còn cảnh những du khách nước ngoài tập trung đông tại khu vực để uống rượu, uống bia và hát hò nữa các bạn. Và ngay lúc bây giờ đó là một cái tuyến phố đi bộ Bùi Viện rất là vắng vẻ nha. Chỉ có xe lưu thông trên đường thôi. Đó, lâu lâu thì chỉ có hai vị khách Tây tới thôi các bạn. Ở đây thì mình thấy có một vị khách người Mỹ nè. Và người Hàn Quốc nè. Ủa cô? Như mấy ngày trước thì mình buôn bán ở đây như thế nào cô? Đông nhộn nhịp không? Mấy ngày trước thì Bùi Viện thì lúc nào cũng vậy, cũng nhộn nhịp mà cái 4 năm sáng luôn. Dạ. Đó. Thì ngày hôm qua thì bắt đầu 6 giờ là cấm luôn cho bán rồi tới bữa nay luôn á. Là bán hoe vậy nè. Dạ. Thì ngày hôm qua thì chính quyền địa phương tới thông báo mình hay là sao cô? Chính quyền đi thông báo khoảng tầm 3-4 giờ chiều á, mấy ông cứ đi thông báo. Bây giờ phát giấy báo á. À, lớp ổng phát tờ rơi cho mình ạ. Dạ. Nhưng mà tình hình vậy hoài chắc cũng khó cho người lao động ấy. Tại vì ở đó đúng ra phố đi bộ Bùi Viện mình ở hàng quán thì nhiều, người lao động cũng nhiều. Cho nên thử giờ mà ngưng hoạt động như vậy là mấy người lao động không có thu nhập của Bùi Viện ta. Cũng bởi vì ở đây cũng hy vọng là mấy ổng sớm cho buôn bán trở lại cho người ta có việc làm ổn định chút. Như hàng quán đúng là nhiều người ta cũng thuê mặt bằng cũng nặng lắm. Trước cái tình hình dịch bệnh chung thì mình có những cái chia sẻ gì chung với cộng đồng hay không? Nói đúng là cái dịch bệnh này thì nó cũng phát tán lây lan nhanh quá, thì mình cũng mong là mọi người dân nên tự kiểm soát bản thân mình với lại giúp cho cộng đồng được gọi là đừng lây lan vậy thôi, chứ là cho mọi người sớm có công ăn việc làm ổn định trở lại với mở cửa buôn bán lại. Bây giờ cũng không nói, mình cũng đâu giúp được cái gì đâu. Và mình bị ngưng hoạt động kinh doanh nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thu nhập của mình ấy. Nhiều lắm luôn. Tuy nhiên là trước cái dịch bệnh thì với cái tinh thần cộng đồng thì tôi có thông tin chia sẻ với mình. Chia sẻ. Giờ mình chỉ kêu gọi những người bây giờ mà ta đi ở những vùng dịch về thì ta chịu khó là tự cách ly, còn thôi ta thông báo thôi. Bây giờ mình cũng ăn thua tự giác của mỗi người ha. Mà ở đây thì mình buôn bán, đây thì mình cũng mong mỏi là mọi chính quyền cố gắng hỗ trợ cho bà con hàng sớm để buôn bán trở lại. Cô họ và tên là gì ạ? Cô Phượng, năm chín Bùi Viện. Cô họ và tên? Cô là Lý Thị Phương Linh. Lý Thị Phương Linh, dạ, cảm ơn cô Linh. Dạ. Cô, thì cái cho con hỏi cái mặt bằng này nó cao không cô? Mặt bằng rất là ở đây cao. Nhưng mặt bằng ở đây trung bình thuê là bao nhiêu một tháng ạ? Cái như nhà cái bên là một tháng là 100 triệu. 100 triệu một tháng. Dạ. Rất là cao. Một tháng 100 triệu. Nhưng mà qua tìm hiểu mình hàng xóm á thì cô biết nếu như mà cấm buôn bán như thế này á thì có hộ kinh doanh này có trụ nổi không? Hay là phải giờ đi nơi khác. Phải thuê sang mặt bằng.
Rồi Sang nói sao? Đó, Sang dụng Sang giá mặt bằng cao chứ đâu có khách hứa đâu mà Sang. Đó, tình hình dịch cúm gì người ta cũng sợ, khách hứa cũng sợ. Cũng nhiều người muốn ra nhậu nghe cái tin thông tin nhiều quá ta cũng ngại. Như chủ mấy cái căn nhà này có giảm giá rồi giờ giá thuê cho mình không? Chị cũng không biết là tại vì chị không có thuê mặt bằng. Dạ. Đó, như anh Thành là thuê mặt bằng, anh Thành có biết rồi chủ nhà có. Chủ nhà không quan tâm không ngại gì hết. Dạ, nói chung là cấm buôn bán thì mình chịu thôi chứ chủ nhà không có chia sẻ gì về mà tới gì hết. Không quan tâm gì hết luôn. À phải hỏi là con ơi cháu ơi là buôn bán sao không lại có vấn đề này. Dạ. Dạ, chủ nhà cũng hỗ trợ cho người dạ. Nhà. À, không hỗ trợ cho người thuê nhà. Dạ. À, như anh hiện tại thì anh thuê căn nhà chỗ nào anh? Thuê bên cái bên. Anh thuê là 100 triệu một tháng à? Hả? Anh thuê là 100 triệu một tháng à? À. Dạ. 70 à? 70 triệu. À, nhưng mà nếu như cái tình hình dịch bệnh mà nó kéo dài á, thì mình tính tới cái hướng là có sang mặt bằng là như thế nào không? Không sang mình bỏ luôn. Bỏ luôn. À, bỏ luôn. Căn nhà cao quá. Chấp nhận mắc cọc luôn. Căn nhà quá cao. Dạ. Không thì thương lượng cái chuyện cọc đó thì thương lượng. Dạ. Mình buôn bán đây được bao lâu rồi đó? À, được 5 năm. Để đây phải tám chín tiết mà 5 năm rồi. Em gái tôi mà. À, là em gái được hả? Vì thấy hai anh em thì thấy giống ghê á. Mình là người gốc Sài Gòn luôn rồi là sao anh? Mình là người gốc Sài Gòn luôn là à gốc Sài Gòn. Gốc Sài Gòn. Anh ở quận 4. À anh ở quận 4. Ở đây mà thường là bán bia rồi bán cho khách vậy hả? Bia coi như là nhà nghỉ luôn. À bán bia luôn à, mình lấy sân mình bán bia giải khát vô để kiếm doanh thu cho mình trả tiền nhà. Dạ. Anh thì em có biết là thành phố chỉ cấm mấy cái quán bar thôi, còn nếu như mà mấy quán nhậu hay là nhà hàng thì vẫn hoạt động bình thường, thì tại sao mình ở đây mình bán bia rồi nhưng mà vẫn không được bán anh? Mình để bán thì cũng được nhưng mà đâu có khách đâu mà bán. Ủa là vậy hả? Người ta sợ cái gì vậy, người ta đâu ra đâu tới đâu. Dạ. Đó thì mình làm cho nó gọn đi, chấp nhận chỉ thị luôn, kệ nữa. Dạ. Tình hình chung mà. Ở đây mình đâu có ba biết gì đâu. Không. Này coi như là mình bán nhỏ mình tự kinh doanh thôi. Dạ. Coi như quán bia lề đường á, mượn sân của nhà nghỉ thôi mình bán luôn. Dạ. Để kiếm thu nhập thêm. Đúng rồi. Nhưng mà nó bán khách thì mình cũng vào luôn. Tại vì mình bán ở đây là chỉ là khách du lịch nước ngoài à. Không, mình bán cho dân đi địa phương tới là cả tới này là chơi đêm thôi. Dạ. Chứ khách nước ngoài để chị vô quán bar chơi rồi. Anh. À cái tình hình mùa dịch này các em. À coi như là cái đời sống những hộ kinh doanh mà cứ như bán lẻ như đây đó, coi như là nó xuống trầm trọng, coi như là trong cái tình trạng bế tắc. À bế tắc đó. Vậy thì anh có thể so sánh là những ngày bình thường so với những ngày gần đây thì nó đã thay đổi cái độ sôi động như nào, và những cái việc mà do cái dịch bệnh thì nó đã ảnh hưởng sâu đến cái đời sống cũng như kinh tế của người không thì... giảm nhiều lắm, giảm có thể là hơn 50%, giảm nhiều lắm. Nhưng mà đến bây giờ thì đóng cửa hẳn thì sao nhỉ? Đóng cửa hẳn thì phải chịu thôi chứ sao giờ. Coi như mất 100%. Coi như là mất trắng 100% luôn, không lấy 100% nào vô nữa. Thế mình có kiến nghị đề nghị gì sao? Không, chắc phải bỏ cuộc thôi. Cuối cùng phải bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc là sao? Em thì coi như là mình không kinh doanh nữa, mình trả nhà lại. Thôi chờ đợi, chừng như lại là cái dịch nó bớt đi thì chính quyền nó cho mình buôn bán lại sớm thì cái bây giờ như chờ đợi qua mùa dịch này sao rồi tính tiếp thôi. Nhưng mà hiện tại vậy bây giờ chủ nhà không quan tâm tới mình đó. Thế mình phải cầm hơi như nào để cho hết cái mùa dịch này nếu như không có phương pháp để cầm hơi được. Bắt buộc là phải ngừng thôi.
Nhưng mà cái hợp đồng thuê mặt bằng thì sao? Thì cái chuyện đó mà chủ nhà tự thương lượng với mình thôi, không thương lượng thì mình phải chịu thôi. Nếu như mình làm ra đúng quy tắc cái hợp đồng thôi. Thế tình hình chung dịch bệnh thì cũng nó gây khó khăn cho mình, nhưng mà đối với cộng đồng thì mình có những cái... Ví dụ như em hỏi vậy, cái chủ nhà thì ta quan tâm đến mình đó, thì quan tâm đến mình đó thì nó, người ta có vấn đề nó hỗ trợ mình vấn đề, hỗ trợ mình cái chuyện thôi, chứ mình không có đòi hỏi đâu vấn đề gì hết. Tại vì mình đây mình làm hợp đồng nhà theo đúng quy tắc hợp đồng mình làm thôi, cái đó cái chuyện tình cảm mình không đòi hỏi người ta được. Thế còn góc độ là dịch bệnh chung ấy, tức là nó vừa tránh cho mình vừa tránh cho cộng đồng, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái kinh doanh của mình. Thế nhưng mà ở góc độ cộng đồng thì anh có chia sẻ là đồng lòng gì đối với cái chính sách mà nhà nước đang áp dụng để dập dịch hay không? Không, nói chung thì tình hình trong cái mùa dịch này á, thì nhà nước đấy nó phòng chống dịch đấy, thì Việt Nam mình chống phòng chống rất là tốt, chặt chẽ, đó là ok. Coi việc kinh doanh đó thì về mình tự nghiệp làm tư nhân, không liên quan với nhà nước. Không, ý em là cái cách mà chính phủ đang làm như này là để tốt cho người dân, tốt cho xã hội mình, đúng không ạ? Bởi vì cái bệnh này nó quá nguy hiểm. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng về cái kinh doanh của mình ấy. Thì ở góc độ này thì anh có đồng tình với cách mà chính phủ đang làm hay không, mặc dù nó đang ảnh hưởng đến cái đời sống của mình? Thì nói tình hình dịch chung, nhà nước làm chuyện này đó thì nói chung có ảnh hưởng thiệt, nhưng mình phải đồng tình thôi, nhưng phải đồng tình thôi, khi đồng tình. Còn cái phương cách của nhà nước đó là chỗ này ở Việt Nam mình nó làm đó, coi như là cái chặt chẽ rồi, nó ok rồi. Anh họ và tên là gì ạ? Hả? Anh họ và tên à, coi như là Lê Thành đó. Anh Lê Thành rồi. Nói chung đi ngoài này thì mình chỉ thấy người Việt để đeo khẩu trang thôi. Còn lại mình thấy mấy du khách quốc tế là không có ai mà đeo khẩu trang hết các bạn. Các bạn coi nè, toàn bộ những cái quán bia nè, quán bar nè, ở trên phố đi bộ này là ngưng hoạt động nè. Thậm chí cái quán massage và quán karaoke cũng không còn nữa các bạn, hoạt động nữa. Ôi, cô cho con hỏi cái trên đường này là mấy quán bia nữa, nó tạm dừng hoạt động là từ khi nào cô? Từ hôm qua. Dạ. Thì khi mà xảy ra dịch bệnh thì buôn bán mình ở đây nó như thế nào cô? Dạ. 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 Tại vì không khí rất là vắng vẻ nha các bạn. Mấy quán quầy bar rồi nè, mình thấy là không còn hoạt động nữa các bạn. Đây, mình đã gặp mấy vị khách người Mỹ nè, đến Việt Nam nè. Hiện tại thì du khách mà từ các nước phương Tây như Ý nè, Đức hoặc là Mỹ, mà khi mà về Việt Nam á, là phải khai báo y tế và phải tự cách ly là trong vòng 14 ngày để theo dõi nha các bạn, theo dõi MV nha. Đó, đó phía trước cái mặt các bạn, đó là một cái quán bar rất là lớn nè, đó các bạn thấy không? Nhưng mà đã đóng cửa rồi, đóng cửa theo yêu cầu của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như mình thấy mấy vị du khách này là nói chung là đi ngoài đường cũng không có đeo khẩu trang gì các bạn, không đề phòng dịch bệnh gì hết. Những cái bàn ghế được xếp chồng lên nhau nữa các bạn. Các bạn thấy không, bàn ghế được xếp chồng lên nhau nè. Nói chung là mấy cái này là đóng cửa hết.
phố đi bộ Bùi Viện là mình thấy chưa bao giờ mà nó vắng người như hôm nay các bạn. Mọi thường đông lắm. Mấy quán cà phê thì mình thấy không mở cửa luôn. Một quán cộng cà phê nè. Ra là các khung cảnh bây giờ phố đi bộ Bùi Viện nha các bạn. Đây giờ có một cái quán nướng nè, quán nướng nhỏ rồi hoạt động thôi. À, chú cũng cho hỏi khi mà cái tình hình mà dịch bệnh nó xảy ra nhiều như vậy á, thì buôn bán ở trên đường này thấy nó có vắng không chú? Không không, đó vậy đó, bán có ai ăn nữa thì nó bán. À, ví dụ là bán còn không khách cũng không có vô à? Không vô. Dạ. Đó là vậy không đó. Thấy chỗ tắt đèn hết, đâu có ai mua, không dạ. Mua ăn uống gì đâu đó. Quán có 2 người khách rồi. Dạ. Ủa chú, mà cái tình hình nó xảy ra lâu chưa chú? Tình hình mà vắng khách này nó xảy ra lâu chưa? Đúng rồi, cũng gần đây cũng nhiều, cũng chẳng là 2 tuần lễ à. Dạ. Cũng vắng, mà vắng bữa nay vắng hơn, bữa nay vắng nhất á. Bữa nay là vắng nhất à? Như mọi thường cuối tuần là ở khu vực này nó đông khách không chú? Đông, cuối tuần đông. Ờ, đông lắm à. Như chú tính trung bình là một ngày như vậy thì ở đây bán được bao nhiêu khách trước đây á? Không biết nữa, khách nó đông gì, khách đông lắm, không phải gì kia. Mà chỉ có gần 2 tuần, 2-3 tuần để ở đây là không có khách. Là không có khách. Đó, khách có 1-2 người, 2 người đông. Dạ. Chú thì cái mặt bằng ở đây thuê nó mắc không chú? Không biết nữa cái đó. Dạ. Thì tôi chỉ giữ xe thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. À, hiện tại thì phố đi bộ Bùi Viện cũng vắng hẳn khách đi lại nha. Vậy có một lượng ít khách nhỏ từ phương Tây tới thôi các bạn. Này, phía trước các bạn có những vị khách Tây rất là xinh gái nè các bạn. Quanh cho em hỏi mấy thời gian gần đây khách ở khu vực này có đông không anh? Không quá. Vắng lắm à? Vắng khách quá nên thử nhiều người phải đứng xuống đường và chào bán các bạn. Các bạn thấy không, những hàng quán đều đóng cửa hết rồi nha, đóng cửa im lìm luôn. Và ngoài đường thì chỉ có xe máy đi lại thôi. Nói chung là khách du lịch mà đi lại cũng như uống bia hay là nhậu khu vực này cũng vắng hẳn đi các bạn. Hầu như là mọi người trước tình hình mà dịch này thì mọi người cũng đã về nước rồi nha. Đây, đây là một con bia cũng tạm ngưng đóng cửa rồi. À, các bạn thấy không? Đây là tuyến phố đi bộ Đỗ Quang Đảo nè. Ủa chị, những ngày gần đây thì mình buôn bán như thế nào chị? À, xin lỗi. Nói chung là những quán ở đây là rất là vắng khách luôn các bạn, không có một người khách ngồi luôn.